Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2022. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới đã tăng mạnh sau khi phương Tây đẩy mạnh việc trừng phạt Nga vào cuối tuần vừa qua. Động thái này đã khiến cho giới đầu tư gom mạnh các loại tài sản an toàn như là vàng. Ở trong nước, giá vàng được hưởng lợi do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới khi tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết ở chiều mua 65.150.000 đồng một lượng, chiều bán 65.950.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 800.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC tại PNG giao dịch ở chiều mua 64.950.000 đồng một lượng, chiều bán 65.950.000 đồng một lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji giao dịch ở chiều mua 64.800.000 đồng một lượng, chiều bán 65.900.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán của vàng Doji là 1.100.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, vào thời điểm sáng nay, ngày 1 tháng 3, vàng thế giới hiện đứng tại mức 1.908,6 đô la Mỹ. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 43.700 đô la Mỹ một đồng. Chỉ số đồng đô la Mỹ đứng tại mức 96,717 điểm. Lãi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ lùi về mức 1,822% một năm. Giá dầu thô thế giới đứng tại ngưỡng 95,84 đô la Mỹ một thùng. Bên cạnh việc mức giá tăng cao của thương hiệu vàng SJC tại hai thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, giá vàng tại các tổ chức và một số ngân hàng cũng niêm yết với mức giá cao tương tự và duy trì ở sát ngưỡng 66 triệu đồng một lượng chiều bán. Với giá vàng nhẫn bố số 9 SJC ở chiều bán hiện đang giao dịch ở trên mức 55.200.000 đồng một lượng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 64.850.000 đồng một lượng, chiều bán 65.750.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 64.860.000 đồng một lượng, chiều bán 65.740.000 đồng một lượng. Tại My Hồng SJC, ở chiều mua có mức giá 65.300.000 đồng một lượng, chiều bán 65.900.000 đồng một lượng. Tại Ngân hàng Eximbank, ở chiều mua đứng tại mức 65.400.000 đồng một lượng, chiều bán 65.900.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 65.120.000 đồng một lượng đến 65.170.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 65.950.000 đồng một lượng đến 66 triệu đồng một lượng. Giá vàng bố số 9 vàng nữ trang SJC. Nhẫn bố số 9 SJC ở chiều mua có mức giá 54.400.000 đồng một lượng, chiều bán từ 55.200.000 cho đến 55.300.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang bố số 9 ở chiều mua đứng tại mức 54.100.000 đồng một lượng, chiều bán 54.900.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 24K ở chiều mua đứng tại mức 53.256.000 đồng một lượng, chiều bán 54.356.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 18K ở chiều mua hiện có mức giá 39.329.000 đồng một lượng, chiều bán 41.329.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 14K ở chiều mua và chiều bán hiện đang giao dịch tại mức 30.160.000 đồng một lượng và 32.160.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang lại 10K ở chiều mua hiện có mức giá 21.046.000 đồng một lượng, chiều bán 23.046.000 đồng một lượng.
Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Sacombank. Thưa các bạn, thị trường vàng từ chỗ bị chi phối bởi triển vọng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ tăng mạnh lãi suất để kiềm chế lạm phát. Tuần này, giá vàng quay ngoắt sang bị chi phối hoàn toàn bởi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, khiến cho nhà đầu tư ồ ạt rời khỏi các loại tài sản rủi ro cao để tìm tới tài sản an toàn, trong đó có vàng. Giá vàng đã tăng và trụ vững ở trên ngưỡng cao khi cuộc khủng hoảng tại Ukraine leo thang. Bất chấp nỗ lực kêu gọi của các bên, Nga vẫn đang mở rộng quy mô và tấn công vào nhiều khu vực trên lãnh thổ Ukraine. Phản ứng trước diễn biến này, Mỹ và các nước đồng minh đã tuyên bố nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, đồng thời đã thực hiện việc chi viện y tế, tài chính và đặc biệt là vũ khí để Ukraine có thể chống trả lại các cuộc tấn công từ phía Nga. Nỗi ám ảnh tâm lý về một cuộc xung đột leo thang kéo dài đang tác động mạnh tới tâm lý lo ngại rủi ro của các nhà đầu tư, thúc đẩy dòng tiền tìm đến các loại tài sản đảm bảo, trong đó có vàng. Qua đó, hỗ trợ giá vàng trụ vững ở mức cao. Động lực tăng giá của kim loại quý còn đến từ sự lo ngại lạm phát toàn cầu sẽ bùng nổ khi các biện pháp trừng phạt của Mỹ và các nước đồng minh đối với Nga có thể sẽ đẩy giá năng lượng tăng cao, trong khi các chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu vốn được phục hồi có thể sẽ bị gián đoạn, đứt gãy trở lại. Nhiều ý kiến cho rằng, nhờ cuộc chiến này mà Fed và các ngân hàng trung ương khác sẽ xem xét thay đổi lại chính sách tiền tệ của mình, có thể sẽ không tăng lãi suất, thậm chí là quay lại nới lỏng tiền tệ hỗ trợ kinh tế, từ đó sẽ có một lần nữa tiếp thêm năng lượng cho thị trường tài chính. Nhưng các ngân hàng trung ương sẽ bị mắc kẹt trong một tình huống tiến thoái lưỡng nan khi mà dịch COVID-19 chưa thể kết thúc, giá cả nguyên vật liệu tăng cao, giá dầu chạm mốc 100 đô la Mỹ một thùng, và vì cuộc chiến có thể sẽ tiếp tục cao hơn trong thời gian tới, sẽ gây áp lực lạm phát lớn hơn. Nhưng nhà đầu tư hiện đang đặt cược rằng có 95% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất lên 25 điểm cơ bản vào tháng 3 năm nay. Mặc dù vậy, đối với thị trường tài chính về ngắn hạn, khoảng 1 đến 2 tuần tới sẽ không còn bị ảnh hưởng quá nhiều từ cuộc chiến, thậm chí một số ngành như năng lượng còn được hưởng lợi. Nhưng về lâu dài, các lệnh trừng phạt, các chính sách tiền tệ, tài khóa có thể sẽ phải thay đổi, sẽ có tác động phần nào đến thị trường. Đặc biệt, những tài sản được xếp vào nhóm kênh đầu tư an toàn như là vàng sẽ hút được dòng tiền với mục đích trú ẩn, giảm rủi ro. Giá vàng năm 2022 được dự đoán sẽ theo xu hướng tăng, có thể sẽ đạt ngưỡng 2.000 đô la Mỹ một ounce. Các chuyên gia nhận định, có nhiều khả năng nhu cầu về nơi trú ẩn an toàn sẽ vẫn tăng cao và giá kim loại quý có thể sẽ được hỗ trợ mạnh trong ngắn hạn. Thưa các bạn, những nội dung trên cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay trên kênh của Minh Phát. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Nếu như các bạn yêu kim loại quý và cho rằng đây là thông tin hữu ích, các bạn đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like và bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.